はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。お元気ですか？はい、元気です。元気です。老男的高音。老男的高音と、từ ba giờ đến năm giờ chào hỏi. À à. Cô biết tiếng Việt. Cô biết tiếng Việt. Biết sao tiếng Việt. Quên làm sao được. Nè. Này. Ê, 今日は誰かについて勉強します。誰かね。誰か。Hôm nay học誰か。Ai đó. 誰か。Ai đó. Ai đó đúng không? 一個例文見ましょう。ね。誰かいますか？誰かいますか？ここ không say no à? ここ say no đi con. ね、no I can't. 誰かいますか？せーの。せーの。もう最後。誰かいますか？はい、誰かいますかね。あ、có ai không bình thường ấy? Có ai không? Không. 誰かいますか？ですね。いやですね。Khi mà khi gõ cửa đúng không? Okay, khi gõ cửa. Đây cái mask. Ok. Tiếp. Cantan xin đi, cantan. Cantan nè. Đây không. Đare ka tasukete. Đare ka. Ai cứu tôi với. Ai cứu tôi. Đare ka tasukete. Ừ, そんな感じ。いいかな。Tasukete. Tasukete. Ok. Cứu tôi. Ok. Hai. Đare ka tabetai desu ka? Ah, đare ka tabetai desu ka ne? Đai.いいですか先生。ちょっと違います。日本人はよくこの言い方を使います。人。うん。人ね。ぬおい。人のぬおい。人のぬおい。ぬおいね。誰か食べたい人はいますか？誰か食べたい人はいますか？ぬぬに人。うん。誰か。誰か。誰か。怖いや。ああ。怖い。怖い。怖い。怖い。怖い。muốn ăn có ai muốn ăn muốn ăn ăn cái gì ăn ăn cái これこれを食べたい人はいますか大丈夫ですか？そうそうそう上手です。あ、これを食べたい人はいますか？ông hiểu không? Ừ. Tức là ông phải dịch từ đằng sau いますか để có ai từ hít tổ kia chắc là phải dịch là ai thì mới chuẩn. Có người nào muốn ăn cái này không? Nhưng mà có có người nào muốn ăn nhưng mà tiếng Việt mình có ai muốn ăn này không?Thì cũng hợp lý hơn đúng không? Thì cái từ khí độ này trong trường hợp này sẽ dịch là ai cũng được. Theo tôi nghĩ là thế. Để xem mình xem. Hai. Ví dụ nhé. Nhật Bản đi 行きたい人はいますか? À. Nhật Bản đi 行きたい人はいますか? Cô giáo đang hỏi mình đấy. Có gì? Có ai? Có ai hay có người? Có người nào? Có người. À, có ai muốn đi Nhật không? Có ai muốn đi Nhật không? À, có ai muốn đi Nhật không? À. Nhật.日本。はい、日本に行きたい人はいますか？はい、います。はい、はい、私、はい、私、私。私行きません。あ、そう。もう一つ。ごめんよ。ごめんよ。はい、私と会話したい人はいますか？あ、あ、có ai muốn cái hoa hội thoại nói hội thoại à? Có ai muốn cái hoa với tôi không? Đúng không con?Có ai muốn cai hoa với tôi không? Với cai hoa này. Có, à, có ai muốn nói chuyện với tôi không? À, muốn nói chuyện với tôi không? Stop cai hoa stay. Đó là います ka? います ka? OK. います います先生お願いします。はいはい。お願いします。会話しましょう。はい。はい、じゃあ次例文出しますね。はいはい。じゃあ今日宿題をやった人はいますか？やった人はいますか？宿題が。Bài tập. Bài tập đúng không? Cô đang hỏi. Có, cô đang hỏi là gì nhỉ? Có ai? Có ai làm bài tập chưa? Có ai đã làm bài tập chưa? Có ai đã làm bài tập chưa? Có ai làm bài tập chưa? Hai, yarimashita. Hai, yarimashita. Hai, yarimashita. Hai. Hai. Là, megane o kakete iru hito wa imasu ka? Megane o kính đúng không? Biết rồi.Có ai đeo kính không? Có ai đeo kính không? Hey! Hey! Watashi desu. Đúng rồi, Gia-san nè. Hey! Giờ, tokei o motte iru hito wa imasu ka? Tokei. Watashi wa. Tokei. Motte iru hito wa imasu ka? À, motte iru hito nè. À, motte iru, motte iru cũng là có mà. Có. Có nè. Có ai có đồng hồ, có ai đeo đồng hồ. Hey! Có ai có đồng hồ. Đúng rồi. Tôi. Watashi. Ima, atsui hito wa imasu ka?今暑い暑い暑いらしい暑い nóng ね nóng có ai cảm thấy nóng không ạ có ai thấy nóng không có ai thấy nóng không đúng không ý ạ 暑いとは言いますか
いや、涼しいです。涼しい。涼しいですね。はい。OK。こうヘッザー。ヘッザーです。ヘッザー。ああ、でて。Và hôm nay hình như cô dạy cho mình, chắc là cô nghe bọn mình nói sai nhiều nên là cô cho cái loại này sao? Khả năng là cái cách nói này thì người Nhật họ sẽ nói nhiều hơn. Nói nhiều hơn đó. Ngày xưa tôi toàn nói là gì nhỉ? Dareka nihon ni ikitai desu ka? Hay là gì? Watashi to dareka kaiwa shitai desu ka? Thì bây giờ chắc sửa như này nói hay hơn này. Cách sử dụng này thì người Nhật họ dùng nó hợp lý hơn. Yoku tsukaimasu ka? Hai, kocchi no hou ga yoku tsukaimasu. Shukudai yatta hito日本に行きたい人、はい、中学校だったんだけど人人人愛きついじゃん愛なめたっちゅう愛なめたっちゅうでは OK 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 OKHôm nay học đến đây. OK, mọi người cũng sử dụng theo cách như thế này nhá. OK. Hai. Hai, sensei, arigatou gozaimashita. Sensei. Minasan, arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sanara. Hai.